Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVT. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ tạnh ráo và có nắng về trưa chiều. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng 25 độ, đi cùng với độ ẩm thấp chỉ còn dưới 45% nên trời khá khô hanh. Đến chiều tối và đêm nay sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa tăng cường xuống miền Bắc. Do đó, nhiệt độ có xu hướng giảm xuống, với mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay tại khu vực Trung Du và vùng núi dao động trong khoảng từ 12 đến 15 độ. Khu vực đồng bằng Trung Du, bao gồm thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng dao động trong ngưỡng từ 15 đến 17 độ. Dự báo đợt rét này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, cho đến ngày 17 tháng 11. Một đợt không khí lạnh mới tiếp tục bổ sung thêm, khiến cho Bắc Bộ lúc này kiểu thời tiết rét về đêm và sáng, ấm áp về trưa và chiều. Ở miền Trung, khối không khí lạnh tăng cường cộng với gió đông khiến cho mưa có xu hướng mở rộng ngược ra phía Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay mưa sẽ trải dài dọc theo các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Bình Thuận. Trong đó, vùng mưa vừa mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Do mưa đã xuất hiện nhiều ngày qua và dự báo sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 11 nên lũ trên các sông vẫn lên nhanh. Vì vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Mưa tăng nên nhiệt độ ở miền Trung cũng giảm xuống. Vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ. Trong khi khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống ở phía Nam, ngoài gió đông, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có tác động thêm của rãnh thấp xích đạo. Vì thế mà ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều và tối nay vẫn có mưa rải rác nhiều nơi. Trong đó, khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ là nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Nên nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao hơn và dao động trong ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội chỉ mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Sáng đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Sáng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Bình Thuận
có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, phía bắc có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến thời tiết, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Lui xuống thời tiết, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay, ngày 12 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, kèm theo mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khoảng từ ngày 18 tháng 11, trên khu vực giữa Biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới từ Philippines chuyển sang. Áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Trọng tâm chủ yếu là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.